Vô nghe. Hello bạn nha. Tới gì nữa nè. Có hai thằng biết ở gì? Hai thằng mình là mất người là biết ai dữ vậy? Mất người quay phim đó bạn. Ok, ông sợ nó quay á. Ông sợ nó quay á. Mình cho thằng Google. Bây giờ cho nó phim, cho phim cho như vậy. Đi cho nó. Bây giờ đập cá xem nó đi. Mình cắt cái vỏ con bò kìa của nó. Ừ, đập con bé con. Mình đốt xẻ luôn đi. Đốt xẻ luôn đi. Im á. Đúng rồi, đúng rồi. Đốt xẻ luôn. Đốt xẻ luôn nha. Nói chuyện nó thiệt giọng đầu. Nói y chang nó thiệt luôn. Hồi nãy sáng ngày anh em đi làm clip rồi, ông sao không nói ông cho anh em đi làm nghỉ sớm đi về đi. Chiều rồi ông nội. Chiều rồi. Nằm ngủ quá kìa. Nhìn thì biết phát quá nè. Phát quá ngủ quá cậu. Ủa ngủ. Đôi dép là không có đây là. Dép này là dép mang trong nhà ông. Ông điệu lắm, ông đàn ông điệu lắm. Dép nhà mang phải đâu, nhà mang chiếc. Xong ngoài mang đôi khác. Cái nhà mang có chiếc hả? Em ngoài mang hơn đôi. Ngoài mang đôi khác. Ơi, nhà đại gia có khác ông nội không? Dễ gì luôn. Dễ gì nè, anh em mình chưa. Anh em chẳng đánh là hướng thôi. Anh em ổng cho xong cái anh em mình chạy vòng ở ngoài. Cái đợi khoảng mười mấy phút hồi nãy giờ mười mấy gần 20 phút rồi. Anh em vòng vô trong đây lại. Vô đây thấy mình chắc ăn là đưa mất tiêu rồi. Đó. Mà tại vì làm clip mệt là anh là ổng thế nào cũng không phải nghĩ hả? Mà cái trò này quay phim tới bài ra nghe có gì tôi không là không có liên quan. Đúng rồi. Tôi bài á. Chắc không? Chắc á. Đừng có chơi bỏ con gì chơi chợ giống em gà nha. Đúng rồi. Ôi phải trả thù. Nói chung là nghe tới là chơi không làm đâu. Trả thù. Ông cho pha tôi nè. Ông nữa chưa tính cái ông nữa. Có lắm đâu. Từ từ tôi làm cho nào phát. Thì coi tôi bây giờ tôi giao đầu là quay đi. Quay ra. Ok. Ông chào ơi, cô lẻ. Được. Quay đi. Đi không phải coi thứ ông sao rồi kiếm đồ chơi không ạ? Bữa nay sao nằm cái giống mình luôn. Bữa nay nằm nó khác rồi. Bữa nay nằm nó khác luôn. Có chừng bệnh nắng. Có chừng bệnh nắng. Có chừng nắng hay gì á. Mà chắc ông cực lắm á. Nắng cực quá không? Nói chung là anh em mình có ra có một màn tròn táo bạo rồi các bạn. Các bạn theo dõi nha. Tại vì anh ngủ rồi. Thả theo kế hoạch rồi. Đột nhập nhà ổng phải không? Đột nhập nhà ổng. Bữa nay anh em mình có một cuộc. Ông sẽ review nhà ông Sào nha các bạn. Đây là cái cửa của ông Sào. Có bảo ông nội. Coi thử thôi. Ông biết chìa khóa nè. Theo tôi suy đoán là ổ khóa ông như cái lỗ nè. Thấy không? Nè. Nè. Ông là hay rồi đó. Là cái chìa khóa này nè. Ủa sao có ông Mickey đó? Ừ, được á. Thầy nè mấy ông nội ơi, hai cái này nè. Cái này nè. Nè nè. Vô nè. Ra nè. Đủ. Thở khóa hả? Kêu này đi ăn chậm được không? Đây. Ủa? Ông có hả? Còn ông là hai lớp lận. Bỏ mặt hai lớp luôn trời. Dạ thì con trai mà hai lớp. Lớp hai lớp bao? Khùng hết ông nội. Ủa chứ còn nào? Nè có mấy cái này thôi nè. Ủa này vuông phải không? Hả? Phải không? Hả? Ủa sao chính xác chứ trời. Không gà. Dặn nữa. Trời nhỏ nhỏ không nội. Đi ăn trộm lại đi. Cái gì kỳ á? Không nghe. Kiểu anh. Cái đó đâu phải. Cái gì nội, cái như cái này đúng rồi nè. Mới cái đó mới dặn ra đó là không được. Ok, đây. Đúng rồi. Đó. Hay quá con nè. Ông Thảo này mở cửa. Giờ mình nhỏ nhỏ vô đi. Rồi, có bánh mì nữa kìa. Trời biết vậy. Bánh mì ăn nữa. Trời ơi. Có chiếc xe, mình ăn cả ba chiếc xe đi. Vừa nè. Cái mình không nên dạy dạy gì? Cái gì? Không biết gì lắm không, mình không nên dạy gì đó. Cái này không nên dạy. Dạy hư với đứa nhỏ. Cái này người ta gọi là không nên trộm cắp. Vì trộm cắp là cái gì? Vì biết gì? Nói chung là không gặp ổng mở cửa mình hoài. Này, nóng tưởng mình không làm được cái gì. Mà mở đèn lên cho coi. Không mở các bạn ơi. Ôi bán vàng ông nội. Vàng nè ba. Nói vàng.
Chết mẹ rồi. Tôi không thấy gì hết nha. Có thấy gì không? Bớt sao mà. Nói chung bữa nay anh em sẽ ăn cắp đồ ngày. Ông nhớ đừng đi bán nha. Ông nhớ ô sổ luôn trời. Hôm nay mục tiêu anh em mình là vô đó là chơi chôm mấy cái này nha bạn. Chôm mấy đồ nghề làm YouTube của ổng từ đó giờ nha bạn. Này thì gimbal nè. Đấy một cái gimbal. Ê lấy cái Google luôn đây. Ừ lấy cái Google luôn. Lấy Google luôn. Ok lấy luôn. Thôi còn nha bạn. Gửi vô cái nút vàng ông là ông giết từng thằng luôn á. Đúng. Ông cắn lưỡi ông chết luôn là phải trả thù. Anh em mình trả thù. Thù lắm rồi. Chạy một cái là ông cắn lưỡi ông chết là ba thằng mình ăn cho hết luôn á. Cái nổ. Ờ, mấy mình chơi hai cái đúc bạn được rồi. Lấy hết luôn. Lấy hết luôn. Không, cái đúc vàng ổng cắn lưỡi thiệt á. Dạ, dân chơi mà. Chết cũng được nữa. Dân chơi. Quê rồi dân chơi không sợ. Ồ, chơi chơi nha. Dân chơi rồi dân chơi. Chơi có gì ba mình ăn nha. Ăn con khỉ ăn hết nha. Ông mập lúc đó ăn cho ông nổ cho ông hết. Lục cái còn cái gì nữa không? Không gì nữa không? Lục đi. Cái đẹp trai vậy hả? Sao không dễ tiền hả? Còn mấy cái món không nữa nè. Ông lấy cho mình bưng cái máy này mà bán không chạy. Mệt quá, mấy ông làm gì không làm đi. Ê, quên tao. Ôi. Gì? Hình như là ông còn một hai cái máy quay gì nữa không? Không. Đang lục. Thôi hai ông làm gì, hai ông làm đi nha. Ủa. Ông lấy thằng phóng nằm ngủ rồi đấy. Thôi được rồi, được rồi. Mà dưới đây là ông muốn thốt mày. Ba cái này là ông quý giá lắm luôn á. Ờ, tôi còn nhớ một cái nữa. Cái gì? Còn một cái kỷ niệm của ông dữ lắm luôn, ông nhắc hoài luôn. Cái iPhone 6, cái áo người yêu cũ. Rồi có cái không? Thật nhiều rồi. Cái iPhone 6. Là không? Ông có đây không? Cái đó là ông nói là cuộc đời ông là cái nhờ cái đó là ông mới được cái ngày hôm nay bạn. Ông dữ lắm luôn mà không biết. Để đâu ta? Đẹp trai vậy. Một cái iPhone 6 quý lắm luôn. Không có nè. Ông đâu có đâu? Không có nè. Thường ngày là ông nhắc cái đó hoài luôn á. Ông nói hồi đó giờ rồi tao làm từ đó giờ tao lên nhờ được cái iPhone 6 á. Đúng rồi, đi bà. Cần pha 2.6. Ở đây không? Ờ, phải à. Vậy mấy ông đứng đây nghe, để tôi chạy hỏi. Tôi kêu hỏi ông rồi. Rồi, tôi hỏi ông. Ừ, hỏi ông rồi, để không rồi. Hỏi đẹp gái vậy, hỏi ông nó được đá, chứ dần từ đây quá. 2000 years later. Mình chỉ gom được có như đây các bạn. Thôi, lấy đồ nghề của người phim đang giữ nữa. Thì đó, đóng hết luôn á. Cái iPhone 6 là mất tiêu luôn rồi. Tiêu rồi, ông giấu luôn rồi. Không biết để đâu rồi nữa. Cái đó là cái quý giá ông mà ông giấu rồi. Nhưng mà không quý giá bằng cái này nè. Cái này quý giá nhất nè. Cái này là ông cắn lưỡi thiệt nè. Quý giá bằng cái này không? Cái đẹp gái vậy. Đó, 360 độ luôn. Má, gái vậy. Thôi, thôi. Rồi đi chạy quá đi. Mắt giúp nha. A few moments later. Bà con cô bác cái đồng giáo mua vậy. Mày vô mày đi. Lại ra. Cô bán bóp luôn đó. Đồng giáo đi. Bóp cho tao mày nha. Lúc vậy nó bẹt. Phải lấy cam gô bà con. Nói chung là chú ơi. Anh em mình giấu hai thứ rồi bạn. Hai thứ quan trọng nhất đó là nút vàng. Và đó đó. Phải lấy cam mà phải lấy cam chứ không thấy. Ừ, cái không thấy nhưng mà không biết ông giấu đâu thôi đâu. Cái gì ông hỏi thì mình nói mình bán được hai món đó rồi. Nè, đồ nè. Ừ. Ngồi xuống. Ôi bà con, cô bác ơi. Cô đồ đi rồi, con bé ơi. Cô bác ơi. Nào bạn mày nhảy mốt. Chú. Đi bẫy luôn. Chú. Chú ơi. Chú. Sao vậy? Mua nhẹ mày mua quá. Đồng giáo luôn. Đâu cũng sợ chuyện mà không ai mua chứ. Nói chung là cái này anh em mình cho thôi nha bạn. Sao kỹ quá. Anh mua đồ không anh? Mua đồ ơi, mình không dám mua nhẹ. Mình cao rồi anh ơi. Nhìn không biết nhìn nữa các bạn. Không biết nhìn nữa à. Nói chung là anh ơi mua đồ anh ơi. Các bạn cũng cảm cho anh em mình nha bạn. Cái này là cho thôi nha. Cho anh em mình không có làm gì hết trơn. Không bán nha. Cho thôi. Có ai mua anh em mình không dám bán đâu. Bán cái ông bán cái gì ông cắn lưỡi luôn á. Là chơi cũng hơi bị lớn nha bạn. Like cho anh em mình nhiều nha. Nhớ comment những ý tưởng cho anh em mình đặng làm được anh em sẽ làm theo. Bây giờ mình thử mình mời khách có ai vô không? Nếu mà không ai vô mình gọi điện cho ông ra. Mời khách là phải chạy. Wow, anh ơi, mua đồ anh ơi. Mua đồ anh ơi. Đây. Ông ơi. Đây ông ra mời nhà. Mua nhà. Đây. Đây
Không ai mua chứ hả? Không mua đâu. Ôi nói anh chạy gì vô đó. Ê quên nữa, điện không ra. Giờ điện không ra gì? Điện không ra. Bây giờ điện không ra luôn hả chị? Điện không ra, điện không ra. Thôi chưa, điện không ra. Quá đâu anh ơi. Điện không ra, điện không ra. Quá mua không nè. Nhiều em bán nhiêu? 10 ngàn. Đâu, cái nào 10 ngàn? Đây nè, trồng trái luôn, cái nào cũng 10 ngàn luôn. Cái nào cũng 10 ngàn nha. Điện thoại cũng 10 ngàn. Logo cũng 10 ngàn. Cái nào cũng 10 ngàn. Trời ơi, có ai có 70 ngàn quyết. Trời ơi, 10 ngàn luôn. Mấy ông bà thiệt mua bán thiệt ông nội, mình cũng không dám bán nữa. Bây giờ mình đi gọi ông ra đi. Ta bu ta làm mua để ông ghé mẹ kìa. Ngủ ông đâu qua ngủ đâu mà không bắt máy luôn trời. Rồi xong rồi, chìm vô giấc ngủ luôn rồi. Đâu, đâu ơi. Hello. Đâu. Đâu rồi? Alo, alo, alo. Alo. Nghe không? Tụi tôi bán đồ mày giờ cũng nghiệp nè. Bây giờ lấy hàng sida gì đây bán nè. Quần áo gì? Ông ra bán phụ tôi đi, tôi bán ế quá trời, tôi mua đồ đem đồ trên mạng về giờ bán ngoài khu đầu khu nghiệp nè. Đồ gì bán? Bán ăn không bán không thôi. Bán không bán bây giờ ông chạy ra đi. Bán phụ tụi tôi đi. Bây giờ ế quá trời ế luôn rồi. Tại tụi tôi tính kiếm thêm ăn uống cà phê rồi đãi cho ông thôi, giả bộ đãi cho ông ăn uống mà có gốc cuộc giờ bán ấy quá trời rồi. Tính bán tối nay dặn ông đi ngã ba sung sướng nè. Thụ đi. Lại la. Cái miệng của ông bự lắm, bây giờ ông bán rồi. Tụi tôi bán bây giờ rẻ lắm luôn mà không ai mua hết trơn á. Đồng giá 10 ngàn không à. Bán đầu công nghiệp mà ông chạy ra là thấy liền à. Anh ơi mua đồ rồi anh ơi. Ê bán cho ông đó đi. Được thôi nha kìa. Ừ. Mày vô. Cả lệ đi. Mà đâu cũng nghèo đâu bán phụ đi. Ê quá trời ơi. Bán một đống đồ luôn, tôi ôm quá trời ôm luôn rồi nè. Ôi tắt luôn rồi. Trời không ra nha bạn. Là nãy giờ khăn tiếng rẻ tiền á. Mà không ai mua hết trơn á. Đồ này chắc đồ bỏ cái gì á. Anh em mình chỉ có tạo clip vui, các bạn thông cảm anh em mình, các bạn ơi. Cho anh, ổng mà phải cho anh điểm được. Chơi gì đâu phải chơi gì bây giờ với ổng các bạn. Em ơi, ủa đông chẳng nè. Ủa đông chẳng nè. Ủa đông chẳng nè. Ủa đông chẳng nè. Bữa nhà đồng gia của em ơi. Bữa nào đây. Bữa nhà đồng gia của em ơi. Bữa nhà đồng gia chị ơi. Bữa đồng gia chị ơi. Anh ơi, đồng gia 10 ngàn. Trời. Hồi nãy con kia lại mua rồi. Bao nhiêu? 15 ngàn. Mười lăm ngàn. Lại chơi ra. Sao con chạy tao lấy 15 ngàn? Chết rồi.
Nút vàng mấy nút tiếp rồi. Đồng giá đi, đồng giá đi. Ô tu anh để làm mãi 15 rồi trời, nghĩ sao mày bán đồ, đem đồ tao mày đem mày nghĩ sao đem mày bán đi trời. Đúng rồi. Bán đồ tại đây mày không mua chứ bán này mày chơi cái gì dở cái gì mà dở cái gì. Còn đúng chạy lại đâu hay câu. Cô rồi. Đồng giá mọi ngày. Bán chung cho cái Play Cam luôn rồi. Còn đâu chạy luôn. Cái thằng nào đâu. Ở nó chạy ngày nãy mua rồi. Ta làm cả đời trời không có đâu, nghĩ sao thì bán trời. Mày thôi như vậy. Bán đi, bán đi, bán đi. Bán đi, bán đi. Bán đi, sao cái nút chạy nó ra chút ngay. Hạ giá luôn. Nút bạc 5 ngàn hả? Hai cái 10 ngàn mà tao quá. Nút bạc 5 ngàn. Một cái nút bạc 5 ngàn. Tôi bán 3 ngàn luôn. Nút chạy của ta đem. Đây đâu, đâu vậy? Đâu, đâu vậy? Chỗ đang bán mà. Để nó bán trời. Đồng giá 5 ngàn trời. Chân quay luôn cô ơi, chân quay luôn. Đại giá luôn. Luôn. Gì để chân quay cái bộ luôn cô ơi. Được hay trời, ai muốn chạy ở đâu? Nhà ở đâu? Biết. Anh ơi, lại chạy nghe anh. Tôi chưa biết là chiếc ghim màu trắng thôi. Tôi gặp lố quỷ rồi, cái tét đầu bây giờ nghĩ sao nút vàng để bán gọi lại cao bán luôn. Bao nhiêu tiền? 20 ngàn. Hồi nãy đó mày nghĩ sao 20 ngàn tao coi được hay gì nghĩ sao đi bán nút vàng 20 ngàn. Đúng rồi đúng rồi. Cái là 10 ngàn. Cái nút vàng. Thôi thôi tiền nó lại, tiền nó lại. Để hả? Ờ thì nó mới lâu luôn nè, để lấy tiền. Trả cho tụi chia cho 2 ngàn. Chia chia. Để về đi dẹp đi, còn chạy chắc chắn đi dẹp. Lấy nút chạy lấy. Biết đâu mà lấy. Biết đâu rồi. Biết đâu lấy. Mày nghĩ sao em bán người ta mà tụi mày không biết nhà ta đâu trời. Ông nội tôi biết. Tôi lui sao biết. Còn cái lấy cao bán bao nhiêu tiền, bắt tiêu lấy cao, lấy cao tao 17 triệu, mình kia sao mấy ngàn. Bé, cái chân, trời trời. Chắc chắn ai ai biết. Tôi thấy đầu trên nấp đầu nãy ông kia ông dẫn nấp ra nó mua luôn. Bên mày còn cái gì để chơi em, còn cái gì để chơi em chạy mà nghĩ sao mày còn cái phiên tôi đập một cái gửi em luôn bây giờ. Ở đây ngoài đường nha, ông hành xử. Ông không có chơi ngoài đường, ông đánh sao ngoài đường hay gì. Anh chạy của anh đi trời. Để cho 5 ngàn này chị ơi. Để chơi 5 ngàn này trời. Trời ơi, 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 trời. Anh lấy này đi chạy. Đã bán không được, không nói đồ chơi nấp ai nó mua. Để cho nó còn cho nó mua thì lấy. Trời, còn cái này chơi với chơi. Hạ có 3 ngàn đây, người ta không mua nữa. Mày nổi nữa, tao đập chết điện nha, trời mày. Phía sao đồ đạc, tao phải đổ bị pin không mà. Mày nghĩ sao cái chén cơm tụi mày ăn ở đây, mày đem về mày bán hết trời. Mày nghĩ cái nút vàng tao kiếm ra đời tao chưa có, đâu còn quý giá của tao đem ra đi bán. 25 ngàn, 30 ngàn mày bự quá hay gì. Mà bây giờ mà lỡ đi chổng rồi nó rồi đi cho mơ chẻo sao có biết mày đâu chạy đi mày lấy cái nút vàng cho tao, lấy cái này cầm gì tao nha, không có lấy cái này cầm mà biết thằng đó đâu lấy. Ừ, ừ. Nghĩa anh em không còn gì hết trơn, cạn chuyện rồi đây 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 làm mà lỡ nó rồi cái tiền chuột mà mấy chẻo sao rồi thì nó lấy vậy. Tôi lấy cái nút vàng đó. Để tôi bán không nổi. Mà lỡ nó rồi cái tiền chuột mà mấy chẻo rồi thì nó mà tôi lấy vậy. Không, mày biết tụi mày làm sao chuột gì vậy tao. Đây, 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 chuột cái nút vàng. Mà cũng lấy nữa hả? Tao không có nút cái tao ha. 2 ngàn chị ơi. Cái hộp lấy cam, lộn còn cái hộp. Có ai lấy không? Sao không lấy đi. Bạn tụi tao đi. Đi. Ông chạy đó rớt bể, cứ la cho. Bị sao mà nút vàng bạn. Ủa không lấy nút vàng hả? Nút vàng đâu? Bán rồi. Đi chuột vậy tao. Bán rồi làm gì kìa chuột tao. Ủa không biết đâu bán, không biết bán cái nào đâu chuột. Chuột cái đây cam vậy tao nha. Không biết đâu. Bữa nay mà không có nút vàng như cái đây cao là gì à, tao xuống xác tụi mày. Ủa chị, tôi nói lại 50 hồi nãy bán 25. Mày nghĩ sao cái nút vàng của tao. Mày biết tao làm tụi khổ vô lo. Mày quay tao lái, mày giờ mày nghĩ sao mà đem đi bán. Hai mấy phút. Giờ lỡ rồi, thôi lỡ. Một cái ha. Thôi lỡ rồi. Má mày cũng ra nha. Lỡ cái gì, mày nghĩ sao lỡ. 2 ngàn của bạn ơi. Mày nói là cái điện thoại bán không sao, cái đó bán không sao, tao mua được. Thì sao có nút vàng mắc rồi, tao đâu có, tao không có nữa. Cuộc đời tao mày nghĩ tao có được cái nút cái nào. Có. Mày nghĩ sao mày bán gì vậy trời. Có. Còn cái là cao nữa. Má, tao giỡn mặt mày hả. Nghĩ sao mà đồ đạc tao đeo đi bán. Đã chá. Tôi không có biết nhà đó, người sao mà chuột gì được. Nãy chạy cách đăng like mà sao biết được. Thì phải tao biết bán cho người ta, mà tao biết không ta đâu rồi sao. Ông nội tôi biết sao là sao sao luôn. Sao 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 là ở đây nè, gần đây nè. Hồi báo. Gì? Báo hồi báo. Để tiếp tiền. Rồi vậy thôi, mấy tôi đi về để cho đây ông bán đi. Được không? Vẫn mặt tay bên ta. Sao nhà của ta làm nơi rồi. Cái gì nữa trời. Bực ghé mặt.
Ba chọc vô hổng mày một cái mày chết liền nha. Làm gì căng vậy? Đúng vậy đó mà. Lại đó mày chết, tao căng cho mày cái được không? Bây giờ mày đi chuột cái nút vàng, chuột cái lây cam tao về. Tao về tới nhà ha, không có cái nút vàng, không có cái lây cam tao về tới nhà ha. Tao xuống cái này xuống. Xuống giá luôn hả? Cho muộn bán xíu rồi trả. Ừ. Hồi nãy là tính bán hết trơn nè, rồi lấy tiền mua lẩu về cho ông ăn á. Ông là ông nở đầu nào ông nói xỉ với ba tôi vậy luôn trời. Còn gì nữa đâu bán hả giá? Trời ơi trời góp đầu luôn trời ơi. Tại hả giá cái đó 2 ngàn. Tại hả giá mà con không bán ơi. 2 ngàn. 3 ngàn đi. 3 ngàn. 3 ngàn. 3 ngàn. Bây giờ đang thấy trả không đi. Nói chung là cái đồ đó quý lắm, nút vàng là quý lắm, từ đó giờ ổng từ ổng không bao giờ ổng lại trả không đi. Đúng không? Trời ơi là trả không đi. Đúng rồi, ổng gom đồ giống hệt là trả không đi. 2 ngàn đi. 2 ngàn đi đâu. 2 ngàn đi. Sống luôn rồi kìa. Mặt miếng nó xỉu quá. Ôi. Trả cho nè. Trả nè, nè có bán đâu. Trả nè. Trả nè. Trời ơi, mới miếu khóc luôn kìa. Mới đâu? Mới giỡn xíu. Mới giỡn xíu mà mày. Có lấy cam đâu? Bán rồi. Bán rồi. Nói chơi chứ có lấy cam có đâu. Có lấy cam đâu? Con kiếm ai đâu? Ở chỗ đâu, đâu hay quá. Nói cho mấy chị bộ đó. À chả không nè. Má, tụi tôi bán thiệt chứ. Trời ơi, nó mới giỡn chứ. Ủa trời, khóc luôn rồi. 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 Đồ đạc của người ta quý giá mà đem đây. Làm như là đồ là hàng la hàng chợ bạn nghe la. Trời ơi, để tôi đem về trong đây. Ai đâu mà bán? Về cho. Đem về cho. Ba tôi đem đi bán cho. Sao ông buồn kìa? Chạy về trước đi, tôi đem về cho. Đồ đạc quý giá vậy đó. Mất đây đổ đống hư hết trơn luôn, lúc già lúc bạc kệ trơn luôn. Cái đó nãy giờ tôi không có làm gì cho ông làm ấy. Ừ. Nãy tôi không có đụng gì tới nó đâu. Để tôi đem về cho. Trời ơi, cũng trời cũng mới giỡn xíu à. Lại cầm nè. Cầm không nè. Cảm ơn. Ủa sao nút vàng ông quý như vậy? Nghĩ sao cái đời người làm có tao đập miệng cái mày có không? Không. Bởi vì cái đời tao đâu mà nghĩ tao cái mạng nó rơi trong cái nút vàng luôn đó mày còn nghĩ nữa mà không có. Hai nút vàng 5 ngàn. Rồi vậy thôi. Vậy trước đi tôi đưa đi về cho sao cho? Hồi nãy tôi kiếm có cái cam rồi tao bán luôn rồi. Tao bán luôn rồi. Sao khóc luôn rồi? Miếu luôn nội. Đây gì đâu? Ủa nó rồi không có cái gì mà muốn khóc rồi bữa nay mất cái nút vàng rồi. Không trời. Về trước đi, đem về sao cho? Đi đó. Lên xe cái gì không? Lên xe đi bạn. Lên xe ổng đi chỗ an toàn. Lên lên. Tôi đậu ông chu, tôi chỗ. Lên. Tụi biết à? Lên. Lên ổng đi. Ôm này. Bị tình quá trời. Chạy chủ hết trơn, tỉnh lắm. Cho họ tốt rồi. Rồi, cho ông chạy về đi. Họ cầm này trước đi. Đây, đưa cho ông lẹ đi. Ờ, ông lẹ. Rồi, ông đi lẹ, đưa đi kìa. Làm cho cười đi hạ chủ đâu mày. Qua. Chứ nó lên đập cái chết mình giờ. Không có đó mà lắm. Đâu canh tụi mày vừa hết đi chơi bán cái gì bán đẹp ghê vậy. Bán đồ la mới chịu rồi. Đồ này lấy đồ la hả? Làm giá 10k. Ôi, nó đồng giá 10k. Làm giá 10k. Làm giá 10k của mày hả? 10k. Lại la, lại la đi, lại la, lại la. Một hồi tao vậy đó, ông ta lại la rồi đó. Ủa sao lúc về lúc bạc người ta đây cho bán chạy chỗ hết trơn, lấy cam đi tụi người ta. Bán quay không? Tụi có cái con em quay rồi tụi nó mới hiểu. Trời ơi, nó leo ngoài đường nha, ông mà dùng bạo lực cái tôi là tôi. Mà sao tụi bay tao dùng bạo lực, tụi bay tôi quất quê. Tôi la lên đó, ông tôi la lên đó. Quê người ta, tao người ta. Có lúc vàng, có một phạm chứ. Trời, quạo chứ. Thầy ông Sầm, cho ông dân đắc rồi ông Sầm, ông chủ mua quá. Có gì đó đóng rồi bye bye. Tôi dám đi về luôn. Bán không bạn? Ok, đồng giá 10 ngày đi con bác ơi. Đồng giá 10 ngày đi. Thôi về cứu ông Đen kìa, về cứu ông Đen. Các bạn nhớ lại cho nào gì vậy các bạn. Sao nó kêu bạn à?